Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Ký test Việt Á, quay thử đạo đức tham quan. Thưa quý vị và các bạn, ký test Việt Á ra đời với mục đích tìm ra virus để từ đó có cách cứu chữa người dân. Nhưng thực tế thật bất ngờ, loại ký test này đã trở thành que thử về sự suy thoái đạo đức của không ít tham quan. Theo đó, liên quan đến vụ nâng khống ký xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, đến nay cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã khởi tố hàng chục bị can, từ nguyên là cán bộ lãnh đạo các sở ngành tại các tỉnh cho tới loạt lãnh đạo cấp bộ ngành. Đó là hàng loạt lãnh đạo CDC các tỉnh thành, lãnh đạo cấp vụ, cấp bộ và loạt lãnh đạo học viện quân y. Trong đó có cả cấp tướng cũng không thoát khỏi những cám dỗ của đồng tiền từ công ty Việt Á. Chiều ngày 6 tháng 6, hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới vụ án này. Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 13 vào cuối tháng 3, vi phạm của hai ông đều liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế. Cụ thể, với ông Chu Ngọc Anh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y. Trong truyền thông, xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, công ty Việt Á và một số cá nhân. Còn ông Nguyễn Thanh Long được xác định là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra giám sát, cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Việt Á. Ngoài ra, hai ông còn chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận những vi phạm của hai ông đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Tại kỳ họp thứ 15 và giữa tháng 5 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 4 tháng 6, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đưa ra mức kỷ luật đối với hai ông mà đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật. Vi phạm của Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, theo kết luận của Bộ Chính trị, có nhiều điểm mới so với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đó. Cụ thể, ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế. Nếu như trước đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm của hai ông gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, thì ở đây kết luận của Bộ Chính trị vi phạm của ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long là gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước. Đáng chú ý là trong các lý do khiến hai ông bị Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật có nhiều vi phạm liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, như đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, Trung ương đã thảo luận và ban hành kết luận 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Một trong những nhiệm vụ giải pháp Trung ương đưa ra để thực hiện mục tiêu này là tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ sự suy thoái về đạo đức lối sống thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng tiêu cực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Và rõ ràng, trong lúc đất nước đối mặt với vô vàn thách thức, người dân cả nước đang lâm vào cảnh dịch bệnh hoành hành vô cùng khốn khó. Nhưng hai vị tư lệnh ngành lại có những hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 là điều khó có thể biện hộ. Có thể nói, kit test Việt Á ra đời với mục đích cao cả là để tìm ra virus, để từ đó tìm cách cứu chữa người dân vượt qua dịch bệnh. Nhưng diễn biến thật bất ngờ, loại kit test này đã trở thành que thử cho sự suy thoái đạo đức, lối sống của hàng loạt cán bộ đảng viên, trong đó có chính hai vị tư lệnh ngành y tế và ngành khoa học công nghệ. Thực tế cho thấy, đến giờ phút này, người dân vẫn chưa thể biết kit test Việt Á góp phần chống dịch hiệu quả đến đâu, nhưng rõ ràng nó đã trở thành que thử hữu hiệu về đạo đức lối sống của không ít cán bộ đảng viên. Xây dựng và chỉnh đốn đảng, gốc có vững, cây mới bền. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở các quyết định quan trọng được Hội nghị Trung ương 4 thông qua, Ban biên tập đã yêu cầu Ban Thời sự Chính trị xây dựng đề cương tuyên truyền, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Khi thảo luận, Ban biên tập gợi ý điểm nhấn cần đặc biệt lưu ý được Tổng Bí thư nhắc đến trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 là không phải ngẫu nhiên mà Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ này. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Trung ương đã bàn và ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách giáo diết, quyết liệt, có hiệu quả. Từ những gợi ý quan trọng của Ban biên tập, lãnh đạo Ban Thời sự Chính trị và các phóng viên chính trị đã sớm bắt tay xây dựng đề cương loạt bài để nhìn lại bối cảnh và quá trình xây dựng triển khai các nghị quyết Trung ương 4 từ Đại hội 11 đến nay. Trải qua nhiều lần góp ý, chỉnh sửa hoàn thiện, Ban Thời sự Chính trị, Ban Thư ký, Ban Biên tập đề cương loạt bài cũng chính thức được thông qua và bắt tay vào thực hiện. Nội dung của loạt bài hướng đến và cũng là lý giải một phần nào đó về việc từ Đại hội 11-12 đến Đại hội 13 của Đảng, Ban chấp hành Trung ương đều chọn hội nghị lần thứ tư để bàn về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc này nhằm đảm bảo sự kế thừa qua mỗi nhiệm kỳ, đồng thời không ngừng phát triển những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, tránh sự dĩ hòa vi quý, nhụt chí khiến cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trùng xuống. Hơn nữa, lâu nay trong xã hội vẫn cứ lo ngại về tình trạng tư duy nhiệm kỳ. Trước khi Đại hội 13 diễn ra, đâu đó trong xã hội cũng đã đặt ra những câu hỏi liệu công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, vốn đã được thực hiện quyết liệt, bài bản trong hai nhiệm kỳ qua, có được tiếp nối. Nhiệm kỳ tới, liệu lò có còn nóng hay là nguội lạnh, và đâu lại vào đấy? Với các phóng viên nội chính lâu năm, cũng như những chuyên gia, bài học về quá trình thực hiện Hội nghị Trung ương 6 lần 2 khóa 8 năm 1999 vẫn còn khá nhiều trăn trở. Năm 1999, Trung ương đã ban hành nghị quyết cấp bách về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Ngay sau đó là một cuộc ra quân quyết liệt rầm rộ đã được thực hiện với việc xử lý hàng loạt các vụ án vụ việc tạo niềm tin cho nhân dân. Nhưng chỉ sau một thời gian, công tác này đã đánh mất đi xu hướng để rồi tham nhũng tiêu cực trở thành giặc nội xâm nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến niềm tin và uy tín của Đảng. Các vụ án vụ việc như Vinasin, Vinalife không chỉ gây thất thoát rất lớn về tiền và tài sản của nhà nước, mà còn làm suy giảm niềm tin trong nhân dân. Điểm nổi bật trong quá trình thực hiện loạt bài trên là tinh thần làm việc tập thể diễn ra một cách chủ động, nhạy bén, có trách nhiệm trước những vấn đề mới mang tính thời sự. Đặc biệt, ngoài phóng viên Ban Thời sự Chính trị, tham gia vào thực hiện loạt bài này còn có phóng viên vùng miền, phóng viên Ban Pháp luật, Ban Thư ký Tòa soạn. Điều đó giúp phát huy được thế mạnh trên các lĩnh vực theo dõi, hoạt động của các phóng viên, làm cho loạt bài trở nên sinh động hấp dẫn và bám sát được những vấn đề thời sự nảy sinh hơn. Ví dụ như bài viết Quan chức ngã ngựa, tâm phục khẩu phục của phóng viên mảng pháp luật
đã thể hiện đầy đủ tâm trạng ăn năn hối lỗi của những quan chức một thời khi đứng trước vành móng ngựa. Đây là bài học đớn đau để những người quan chức khác đang hoạt động trong bộ máy nhìn lại và tránh xa trước những cám dỗ của đồng tiền, của vi phạm. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai loạt bài, Ban Thư ký Tòa soạn cũng đã tăng thêm sự tương tác, sức nặng qua bài bình luận, trách nhiệm nêu gương. Bài học đắt giá của Đà Nẵng trong nhiệm kỳ thứ 12 cũng đã được phóng viên Nguyễn Thành thể hiện một cách có chiều sâu, không chỉ giúp Đà Nẵng vượt qua sóng gió mà còn để lại nhiều bài học cũng như kinh nghiệm quý giá cho các địa phương khác. Để tạo ra dấu ấn cho loạt bài này có sự đóng góp không nhỏ của các chuyên gia đã tận tình cởi mở chia sẻ với phóng viên Tiền Phong về những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Như ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10, 11. Ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội đoàn Cà Mau. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu Niên và Nhi Đồng của Quốc hội, nay là Ủy ban Văn hóa Giáo dục. Sự tận tình của các chuyên gia chính là động lực để các phóng viên nỗ lực lao động tạo ra những tác phẩm có giá trị phục vụ bạn đọc.